Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 12, Trường Cao đẳng Thái Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống 20 tháng 12 năm 1978, 20 tháng 12 năm 2023, đón nhận huân chương hữu nghị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và huân chương Hoàng gia Sa Hạ Mechay Vương quốc Campuchia trao tặng. Sự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Chi Kim Tha, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, ông Đại Lát Tana Pai Văn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Từ năm 2011 đến nay, Trường Cao đẳng Thái Nguyên đã đào tạo 13 khóa cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Campuchia với hơn 1.600 lưu học sinh, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các nước bạn. Sau khóa đào tạo, đã có nhiều em học sinh trở về quê hương và đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp và thành tích của tập thể, lãnh đạo, học sinh Trường Cao đẳng Thái Nguyên trong suốt 45 năm xây dựng và phát triển, khẳng định mối quan hệ đoàn kết vĩ đại của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong thời kỳ mới. Tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đã trao huân chương Hoàng gia Sa Hạ Mechay và Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đã trao huân chương hữu nghị cho Trường Cao đẳng Thái Nguyên.